U22 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á diễn ra vào cuối tháng 10. Ngày 27 tháng 9, đội có 2 buổi tập với cường độ cao. Theo đó, vào buổi sáng, các tuyển thủ được trui rèn về khả năng ứng phó những tình huống cố định. Sang buổi chiều, những chiến binh sao vàng thực hiện những bài tập thiên về chiến thuật. Huấn luyện viên Park Hang-seo trong thời điểm hiện tại đang rất bận bịu với công việc ở đội tuyển quốc gia, vẫn duy trì sự giám sát và theo dõi tiến trình tập luyện của U22 Việt Nam. Thông qua trợ lý Kim Han-yun, ông nhận những báo cáo qua từng buổi tập và dành thời gian để trực tiếp đến quan sát các tuyển thủ. Ở đây thì có sự cạnh tranh cao hơn là ở câu lạc bộ. Còn em thì chỉ hy vọng cố gắng và chiến đấu và quyết tâm tập luyện để được có tên, để được đi tập huấn và xa hơn thì có tên trong danh sách để đá vòng loại U23 châu Á. Theo lịch trình dự kiến, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu nội bộ với đội tuyển Việt Nam vào ngày 29 tháng 9 tới. Đây được xem là cuộc tổng duyệt cuối để ban huấn luyện U22 Việt Nam kiểm tra và đánh giá phong độ của các cầu thủ trước khi chốt danh sách những nhân tố sẽ lên đường sang UAE tập huấn vào ngày 8 tháng 10 tới. Thời gian không còn nhiều và tập thể đội cần phải nỗ lực hết sức. U22 Việt Nam sẽ đến Kyrgyzstan để thi đấu 3 trận vòng loại U23 châu Á năm 2022. Những chiến binh sao vàng sẽ lần lượt đụng độ Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27 tháng 10 và Myanmar vào ngày 2 tháng 11. Truyền thông Thái Lan đưa tin cựu thuyền trưởng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Alexander Polkin chuẩn bị trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan. Trang Siam Sport cho hay huấn luyện viên Polkin sẽ ký hợp đồng ngắn hạn để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thi đấu ở AFF Cup 2020 vào cuối năm nay. Ông hiện tại chưa có bến đỗ sau khi rời câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng đang thi đấu tại V-League. Nhà cầm quân sinh năm 1976 đã nộp hồ sơ cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan để ứng cử vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Sau quá trình chinh chiến ở Thái League, Polkin đủ điều kiện dẫn dắt voi chiến và có sự am hiểu về các cầu thủ Thái Lan. Xác nhận trên Zing, huấn luyện viên Polkin cho biết rằng ông chuẩn bị hoàn tất những thủ tục cuối cùng để trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan. Ở thời điểm hiện tại, cả hai bên vẫn chưa ký kết hợp đồng chính thức. Huấn luyện viên Polkin đến Việt Nam và bắt đầu dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2020. Ông là nhà cầm quân theo đuổi triết lý bóng đá tấn công và cống hiến. Khi đến tiếp quản chiến hạm đỏ, ông mang đến cho đội bóng những làn gió mới về chiến thuật và sự quyết tâm thi đấu. Sau 12 trận đồng hành cùng đội đồng chủ sân Thống Nhất tại đấu trường V-League, huấn luyện viên Polkin có được 4 trận thắng, 2 trận hòa và 6 trận bại. Nếu ký kết hợp đồng cùng FAT, ông sẽ bay sang Bangkok và bắt tay vào công tác chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2020 tới đây. Theo kết quả bốc thăm, voi chiến nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng trong cặp đấu playoff giữa Brunei và Timor-Leste. Tiếp tục thông tin liên quan đến AFF Cup 2020, chiều ngày 27 tháng 9, ban thi đấu của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF tổ chức buổi họp trực tuyến thảo luận về các hoạt động trong thời gian tới. Trong đó đáng chú ý là nội dung bàn bạc về cách thức tổ chức AFF Cup 2020 vào cuối năm. Theo đó, AFF hết sức quan ngại về tình hình dịch Covid-19 ở các nước thành viên và đi đến quyết định không áp dụng thể thức sân nhà sân khách như trước đây. Thay vào đó, giải đấu sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung tại một quốc gia đăng cai. AFF đặt ra 6 tiêu chí bao gồm sự ủng hộ của chính phủ, sức khỏe và sự an toàn, tỷ lệ rủi ro dẫn đến hủy giải, quyền lợi của các đối tác thương mại, cơ sở vật chất và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế. Và trong năm ứng cử viên, có Singapore và Thái Lan là hai nước cho thấy được sự nghiêm túc và quyết tâm nhất. Họ chuẩn bị sẵn bài thuyết trình và đưa ra những luận điểm cho thấy đất nước mình đủ khả năng đáp ứng những tiêu chí của AFF đề ra. Hiện tại, AFF vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Họ cần thêm thời gian để thảo luận và gửi báo cáo lên hội đồng AFF. Theo dự kiến, cuộc họp của hội đồng AFF sẽ được tổ chức vào chiều 28 tháng 9. AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.